Hà Hồ hứa giúp nghệ sĩ neo đơn không phải ăn cơm hộp. Sau chuyến thăm chùa nghệ sĩ sáng 30 Tết, nữ ca sĩ hứa sẽ phụ giúp kinh phí trang trải phần ăn uống mỗi ngày cho các nghệ sĩ neo đơn sinh sống tại đây. Sáng 30 Tết Bính Thân, Hồ Ngọc Hà dành thời gian đến viếng chùa nghệ sĩ tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như thăm hỏi động viên các nghệ sĩ già neo đơn đang sinh sống tại đây. Sau chuyến thăm, nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân rằng, ghé thăm ngôi chùa, ở đó có nhiều nghệ sĩ bơ vơ khi về già, cũng chẳng biết sao tự nhiên trong lòng vừa thương vừa buồn và vừa lo, đời chẳng ai nói trước được điều gì. Ngoài việc thăm hỏi, giọng ca gửi người yêu cũ còn gửi bao lì xì và góp chút lòng để giúp đỡ kinh phí trang trải cho chùa. Cô nói thêm, hứa với các cô chú mỗi tháng để con lo phần ăn uống, mọi người không phải ăn cơm hộp nữa. Cách đây vài ngày, nữ ca sĩ sinh năm 1984 vừa cùng ekip hơn 10 người đi nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh để tận tay trao quà Tết lì xì cho những mảnh đời cơ ngỡ vô gia cư. Hình ảnh đẹp của nữ ca sĩ khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người ngưỡng mộ. Trong năm qua, ngoài việc đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc, cô cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động cộng đồng. Tết Đinh Dậu năm nay, Hồ Ngọc Hà không đi diễn mà dành trọn thời gian cho gia đình. Nữ ca sĩ bày tỏ, Tết đến là tôi ở ẩn không chạy show. Đặc biệt, cô còn cùng chồng cũ Cường Đô La sẽ dạy con trai Subel tìm hiểu về cái Tết truyền thống. Trường Giang hóa Ngọc Hoàng bên Thiên Hậu xinh đẹp như mộng trong đêm giao thừa. Lần đầu xuất hiện ở vị trí Ngọc Hoàng đầy quyền năng, Trường Giang hứa hẹn mang đến khán giả truyền hình những phút giây thư giãn cùng gia đình trong đêm giao thừa Tết Đinh Dậu. Được xem là món quà tinh thần không thể thiếu trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, không chỉ góp thêm niềm vui bằng những tình huống hài hước, chương trình Gala Hài 2017 còn khiến khán giả đi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác bởi sự xuất hiện của vị chủ sĩ Trường Giang ở vị trí Ngọc Hoàng. Trong buổi di hành bạc ti của Thiên Đình năm nay, chư vị thần tiên đều háo hức hội tụ để báo cáo thành quả với Ngọc Hoàng. Đến phần chuẩn bị kể công của Táo Ông Thiên Vương MTV thì bỗng đâu đùng đùng xuất hiện Táo Ông Ngô Kiến Huy với lời khẳng định rằng mình chính là Táo thật, đã bị kẻ xấu giả dạng cướp cá chép. Táo bà Diệu Nhi được triệu hồi vào cuộc để làm sáng tỏ, nhưng vì mê trai nên không thể phân biệt được ai mới là ông chồng thật của mình. Trước tình thế này, Ngọc Hoàng Trường Giang quyết định sẽ tìm kẻ mạo danh bằng cách để hai ông Táo tham gia một loạt thử thách. Vậy là hai ông Táo cùng bước vào màn thi tài đầy đặc biệt với những thử thách động không khí Tết nhưng cũng cực kỳ khó nhằn như đọc sớ, cắt bánh tét, bày mâm ngũ quả, vẽ tranh thủy hoặc hay mặc y phục mới. Với tài tinh ranh của mình, Táo Ngô Kiến Huy đã có nhiều cơ hội làm khó Táo Thiên Vương MTV, thậm chí còn bắt đối thủ ăn cả bánh tét nhân ớt. Chỉ đến khi đối diện với thử thách cùng chiếc búa đặc biệt của Thiên Lôi Anh Đức, Táo Thiên Vương MTV mới có cơ hội lật ngược thế cờ, khiến Táo Ngô Kiến Huy được phen thở không ra hơi. Trong khi đó, lần đầu lên ngôi, Trường Giang không chỉ cho khán giả thấy một hình ảnh Ngọc Hoàng cực kỳ thông minh lém lĩnh, mà còn rất lầy lội tích cực trên tế bến, khiến cả hai chàng Táo phải hụt hơi đối phó. Bên cạnh bản lĩnh của Ngọc Hoàng, khán giả sẽ còn được gặp gỡ những chư thầy đặc biệt như chàng Thiên Lôi Anh Đức trong bộ đồ thần sấm ro cực oách, Táo bà Diệu Nhi luôn tranh thủ quảng cáo lạp xưởng, thần tài vinh rau không chịu nói để giấu kiến thức, hay Hằng Nga Nam Thư khoái kinh doanh đa cấp. Ngoài ra, Gala Hài 2017 còn chứng kiến màn song kiếm hợp bích của Ngọc Hoàng Trường Giang và người đẹp Phương Trinh Jolie trong vai Thiên Hậu. Đặc biệt, buổi chào của Thiên Đình năm nay còn thêm phần đặc biệt khi thần showbiz Dương Lâm bỗng dưng xách vali hồng từ đâu xuất hiện. Trong lúc tất cả còn đang ngơ ngác chưa biết vị khách lạ này từ đâu đến, thì Ngọc Hoàng và Thiên Hậu đã nhanh chóng nhận ra người quen cũ. Vậy là từ đây, không chỉ được biết mối thâm tình ngàn năm của bộ ba quyền lực này, các chư thần còn phát hiện ra một tiền kiếp đầy thú vị của Ngọc Hoàng và Thiên Hậu. Sau tất cả, tiết mục được các chư thần mong chờ nhất hẳn chính là màn nhận lì xì từ tay Ngọc Hoàng và Thiên Hậu. Tuy nhiên, muốn lấy cái gì từ tay Ngọc Hoàng quả là điều không dễ. Để được lì xì, các chư thần phải tháo bỏ áo mũ cùng tham gia vào trò chơi tam sao thất bản. Bảy vị thần lần lượt xếp thành một hàng dài, vừa đeo tai nghe tận hưởng sàn nhạc, vừa nhận nhiệm vụ truyền thông điệp do Thiên Hậu đưa ra chỉ bằng khẩu hình miệng. Bên cạnh đó, Gala Hài 2017 còn lồng ghép những tiết mục ca múa nhạc rộn rã sắc xuân qua phần thể hiện của các ca sĩ Bảo Anh, Ngô Kiến Huy, nhóm MTV, Vũ Công, Quang Đăng. Chương trình sẽ lên sóng lúc 21 giờ đêm giao thừa ngày 27 tháng 1 năm 2017 trên kênh HTV2. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào,
Các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!